Rồi, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta nhờ đánh bài tiếp à. Thì lần trước mình đánh một cái dáng khá là dài với anh Yuki và lần đầu tiên mình đánh hết bài được với anh này luôn á. Và để thua trận đó mình hơi tiếc, mà mình không nên buồn quá, mình nghỉ luôn chứ tập đó mình quyết mình lấy được ít nhất một lá mới. Thì thôi kệ, tập này chúng ta bù vậy các bạn. Hy vọng là hôm nay anh sẽ cho mình ít nhất một lá bài mới. Còn không cho thôi chịu. Nhưng mà nếu mà cho lá cũ thì hy vọng cho lá nào đó lợi hại một tí. Rồi, ok. Now, I'll set a card. Ây chà, ảnh quăng ra gì chắc phải thí con voi mà mút quá rồi. Rồi, thí đi. No! Biết ngay là chắc phô nên mình quăng con này ra là mình lỗ rồi. Chấp nhận thôi các bạn ạ. Rồi, ok, em cho anh xin tí máu đấy. I end my turn. Rồi, ok, có hai con chim rồi cũng đỡ. Bán. Thí luôn, mặc dù mình thí con này mình lỗ hơn, tại con này nó thủ được, con rồng thủ không được. Thật ra thủ một ngày cũng dễ chết lắm, mình ra thôi khỏi đi. Coi như què cũng được. I'll use this card to bring a monster back onto the field. Monster reborn. Anh ra bài tốt cái này làm sao mình thắng nổi đây. Anh ra con này, anh lấy con này à? Sao anh không lấy con này? I end my turn. Hú hồn tự anh xung anh nhé. Trời, giờ lại ra con này á, vậy hơi sớm. Từ từ đã là tính. Rồi xin nhẹ lại 150. Not bad. Chưa biết con này là con gì, không dám hồi sinh các bạn, không lỗ cái lá đó lắm. Ây da, bây giờ mấy tí nữa dính trưởng rồi. Oh, the effect activates at the same time. Rồi, ok, 450. Ra con thủ 2000 giùm cái. I end my turn. Trời, nói đồng nào ra con này trời. Rồi, mình sẽ tích ra tù thủ đi. Rồi nó bắn mình cái mình cũng lấy được tí máu. Ây da, rồi ok ngon. Not bad. Not bad, not bad. Cảm ơn anh đã khen. Nãy hồi sinh con 6 là giờ buông là 7 nó bắn chết rồi các bạn ạ. Rồi. Lôi con này ra thủ. Dụ anh bắn mình nào. Thế là thế nào? That was a good. Anh không ra bài mới, lấy gì thờ sức mạnh. Mình muốn con này lắm là phải có con này mới dám chơi bộ côn trùng các bạn. I end my turn. Không có con này chơi bộ côn trùng mình cảm thấy mình yếu yếu làm sao. Rồi là qua thủ tiếp. Giờ thủ người thì phải công người thì phải thủ rồi. Bắn chết con này chả ý nghĩa gì mấy. That was a good attack. Rồi, ok. I end my turn. Oh, ngon. Để thử coi anh còn bỏ lá nào ra nữa không. Trời ơi. Thôi vậy cũng được rồi. You're going to activate a spell card? Con bài thủ chơi hoài sao. Rồi, cảm ơn anh đã bỏ con rồng này ra nha. Em mượn con rồng bị nguyền rủa của anh tí. What? Rồi, ok, phát thứ nhất, bắn. Not bad. Phát thứ hai, bắn. That was a good attack. Rồi, mà không biết ảnh có tung gì thần sức mạnh ra hay không nha. Cái mình là mình nghi lắm, cái kiểu này rất là dễ là gì thần sức mạnh nè. Ít khi nào anh cầm summon mà nhiều tới mức này lắm. I end my turn. Ê trời đất ơi. Rồi ngon. Chơi luôn các bạn. Sử dụng là cái gì. Chơi. No. Biết ngay là con này mà. Rồi xin nhẹ 2000 máu.
Rồi, ok. I end my turn. Đừng đó, ôi đừng đó, anh cầm bại Summon nhiều quá nha. Rồi, ok, Summon School kết thúc ngày hôm nay đi. Ok. Mừng quá thắng rồi. Tưởng ảnh tung là gì thật sức mạnh cái chắc khóc luôn quá. Trời ơi lại Kuribo nữa kìa, có buồn không? Wow, you won. Barely. But you pulled it out in the end because you never gave up. Rồi, ok. Làm tiếp dán nữa. Cho em xin lá bài mới đi mà. I wonder how strong your deck is. Actually, it doesn't matter. Because I'll use all my skills to defeat you, no matter how many powerful cards you have in your deck. Rồi, ok, ra cái kéo nào. À quên, ra về kéo kéo. Rồi, ok, hình quá mình thắng rồi. Nãy mình không xài lá chấp hôn, hơi uổng. Đặt xuống mà không xài, cảm thấy hơi tiếc tiếc. Rồi, ok, ra được lá bài thủ là mình mừng rồi. Ok. Ra, sợ anh ra con 1.700 lắm, hơi thủ trước cho chắc ăn hả bạn. Có gì mình thí con voi cũng được. Now, I'll set a card. Con này để dành có gì mà Fusion. Ra hai con này, ra cái lá Fusion nữa là ngon. Trời. Trap hole. Rồi, ok. Wow. Khoan các bạn. Không nên nóng vội mà làm càng. Không biết lá này lá gì mà bắn bảo chết sao. Còn nó không dở lên là nguy hiểm lắm đó nha. Not bad. I end my turn. Khoan, con rồng kia của mình là mình phải đợi. Rồi, thủ tiếp. Xin nhà thủ đi rồi mình đợi. Khi nào mà nhiều khi anh hỏi anh quăng ra cái ghi ra đó. Rồi, 700. That was a good attack. Ok, con chuột. I end my turn. Rồi, quăng con rồng này của mình ra. Bắn chết con này đi. Để coi con này là con gì. That was a good attack. Rồi, đề phòng mình úp. You're going to activate a spell card? Quên mất. Thôi, lỡ rồi thôi. Mình tính nói mình úp con này xuống, bấm nhận mình lúc kích hoạt luôn. No! Fusion! Sợ hồi ảnh ra quăng cái lá anh lấy bài của mình đó các bạn thấy không? What? Rồi, ok. Được sao dù anh lật ngang con này qua cũng được. Còn hơn thì lật qua thách mình luôn. Ây chà. Úp con này xuống mới được. Bắn. Not bad. Bắn. Flip. Biết ngay. Your monster's attack triggered my effect. Đồ phá con này á. À, phá con đó cũng được. Không sao. Sợ phá con này mới phí thôi. Rồi, ok, bắn đi. Oh no! Dính dưỡng. Bà vô. I end my turn. Rồi, quăng con này ra. You're going to activate a spell card? Tất nhiên. Để coi lấy con nào mạnh nào. Có con này mạnh nhất rồi. Rồi, cùng chơi. Bên này là 1850 là con này xịn lắm rồi các bạn. Chơi xịn lắm á. Tại con này con quái mà vô 4 sao bên này là cùng lắm là được 1.700 thôi. Mà nó rửa hợp mà nó ra được thì là nó ngon rồi. Rồi, ok.
ảnh quăng ra ghi ra chắc mình khóc quá. À con này thôi rồi cho anh bắn phát đi các bạn. Ok cảm ơn, nay anh đã nhường em, mà nhường em rồi cho em xin lá bài mới luôn đi. I end my turn. Anh nhường mà chứ bài cũ không thì cái dáng này nó đâu có giá, thắng này nó đâu có giá trị đâu anh. Bắn. Rồi ok rồi em xin lá bài mới đi mà em đang nỉ đó, còn thôi đưa lá bài cũ thì đưa mấy cái lá là thực dụng một tí. No. Rồi bài mới. Trời ơi con này nữa, bữa mới cho xong mà anh. Wow, you won. Barely. But you pulled it out in the end because you never gave up. Ây, buồn quá đi các bạn ơi, anh này ảnh kèo này, ảnh kèo quá. Quá mất cạc lít lên coi thử rồi. 102 à, cũng nhiều rồi, hình như ảnh ít cho bài mới. Tại tôi chắc theo tính tỷ lệ đó, nó gacha nó thấp quá. Every deck has a chance to win. As long as you believe in the heart of the cards, let's do it. Ok, hết dáng này nữa thôi nha. Nếu mà không ra bài mới thì thôi lần sau chơi tiếp. Trời nữa hả? Rồi, ok. Chắc lần này tí để thắng mình rất thấp nha, tại mình thắng này hai dáng, khả năng cả anh thắng ngược lại mình dáng đó. Rồi lá này úp xuống. Rồi để coi. Ra đắt hôn sớm thì mình mừng. Rồi cho anh bắn một phát đó. Xin nhẹ 500. That was a good attack. Ây da. Now, I'll set a card. Ây da. I end my turn. Rồi phá cái trap hole nữa các bạn. No! Trap hole. Tội nghiệp con này toàn mình dùng nó toàn để thí không à. Nó mà có linh hồn mà nó kiểu đúng như kiểu Yu-Gi-Oh các bạn, như vậy như con kia lá bài mà cảm nhận được trái tim của chủ chắc nó hận mình lắm á. Luckily I have this card. I offer a monster on my field as a tribute. I call forth my summon skull. Rồi ok, summon skull. Nhưng mà em có trap hồn nè. Can't be. Không biết bề rộng của cái trap hồn này là bao nhiêu các bạn ha. Không biết được 25cm không. Mình đùa thôi. Was a good attack. Rồi, ok. Thủ à, tốt như là thủ rồi. I end my turn. Rồi, khoa. Từ từ, không nên vội. Coi lá bài này là bài gì. À, là con này. Mình hơi lo xa các bạn. Rồi để coi. Ok. Oh no. Rồi xong. I end my turn. Rồi, nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. You're going to activate a spell card? Ok. Cho em mượn con Summon Skull tí nha. What? Bắn. There must be something I can do. But what? Bắn. Rồi, cái phát cuối người đã. Ây da. Rồi thôi em xin nó cho lá bài mới mà. Năng nỉ cho con nào thôi, cho bài cũ thì thực dụng cũng được. Đừng có đưa bài mà không tương thực dụng. Trời ơi lại cái lá này nữa, có buồn không? Búp cho chiến binh mà cái lá này thấy không có đất sống, không có đất diễn rồi các bạn. Bên bộ lá này dùng được mỗi bộ Yugi thôi. Cái lá này mà dùng bên cái ba thấy còn không có giá trị sử dụng mà. Rồi thôi ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.